Ok, hai các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ mod một anh chàng siêu nhân. Thì lúc trước là cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mod anh chàng siêu nhân này rồi các bạn ha. Đó chính là anh chàng siêu nhân pháp thuật của chúng ta. Đây, thì tên tiếng Anh nó thường hay kêu là siêu nhân Magic các bạn. Magic là phép thuật các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ mod siêu nhân phép thuật đó đi thu phục bốn người anh em siêu nhân phép thuật còn lại các bạn ha. Đây là anh chàng siêu nhân phép thuật rất là đẹp của chúng ta luôn các bạn. Tuy là nhìn nó hơi lùn lùn vậy thôi nhưng mà phụ tùng đầy đủ các bạn ha. Cơ bắp thì quá đồ quá dữ luôn các bạn. Đó, thì tại sao những người anh em siêu nhân phép thuật này nó lại phân tán lẫn nhau các bạn, mà bây giờ để siêu nhân phép thuật đỏ phải đi thu phục? Đó chính là tại vì sau mỗi cơn mà gọi là ngày tận thế các bạn, thì những câu quá thiên thạch ở đâu từ trời rơi xuống và nó phá nát hết tất cả các thành phố luôn các bạn ha. Đó, thì cái chuyện này cũng xảy ra tầm 4 năm trước rồi. Đó, cho nên là bây giờ sau khi thành phố ổn định lại rồi, siêu nhân phép thuật nó cũng gọi là chữa thương rồi đi bệnh viện rồi các bạn ha. Thì bây giờ nó đã bắt đầu đứng ra để đi thu thập lại bốn người anh em siêu nhân phép thuật còn lại các bạn, để hợp lại với nhau để kêu gọi mỗi con robot chúa thu mình ra các bạn ha, group robot king á. Đó, ok. Và đó là lý do tại sao mà hôm nay anh chàng siêu nhân pháp thuật đỏ chúng ta lại đi thu phục những cái người còn lại các bạn ha. Ok, và như vậy thì vũ trụ siêu nhân của mình á, ở trong người ta năm lại có thêm một người anh em siêu nhân mới đó các bạn ha. Đó, quá trời luôn. Thì dự kiến sau này mình sẽ làm full hết tất cả những người anh em siêu nhân còn lại luôn các bạn ha. Đó, trong cái vũ trụ của mình là sau này mình sẽ làm full hết siêu nhân luôn. Có siêu nhân gì là mình cũng đưa đây hết các bạn. Ok, thì cái điểm đầu tiên mà hôm nay á mình cần đi á các bạn, thì đó chính là hôm nay mình đã khoanh vùng, mình điều tra rồi các bạn ha. Trước khi đi thì mình đã có điều tra rồi các bạn. Mình đã thu thập thông tin đồ, mình dán hình, dán poster rồi tìm người thân, tìm trẻ lạc rồi tìm thú cưng gì lum la các bạn à. Miễn sao là người dân ta thấy ta báo lại cho mình là ok rồi. Mà có hậu tạ nha các bạn. Mình dán giấy tìm người thân đồ, tìm trẻ lạc đồ là có hậu tạ hết nha. Đó, mình trong cái thời điểm mà mình đi tìm mấy cái thằng này á, mình đã dán giấy khắp thành phố luôn các bạn ha. Chỗ nào dán được là mình cứ dán, giống như là dán mấy tờ giấy hút rút hầm cầu vậy các bạn. Đó, mà nhờ vậy thì và nhờ những cái người có lòng tốt, tốt bụng, họ thấy được, họ báo lại cho mình các bạn ha. Thì bây giờ mình đã lên kế hoạch và mình khoanh vùng, mình định vị hết rồi. Bây giờ là mình chỉ việc đi gọi là thu phục tụi nó thôi các bạn ha. Rồi đụng nhỏ kia chết luôn mới ghê chứ. Thì hôm nay cái điểm đầu tiên mình lại á, đó chính là một cái công trường. Một cái công trường nằm ở ngoài rìa thành phố San Andre các bạn ha. Ok à. Thì cái công trường này chắc là cũng quá quen thuộc với các bạn rồi. Ở đâu trong GTA 5 thì mình cũng đều đã đi hết rồi các bạn. Mình làm nát luôn cái thành phố GTA 5 này rồi. Ok. Ờ, các bạn thấy trước mắt mình là công trình bảo quan không? Thì mình nghe đâu là cái thằng trong đó là cái thằng siêu nhân xanh lá thì phải. Mình chỉ nghe qua loa bên điện thoại rồi sau đó mình đi liền luôn các bạn. Mình đi liền luôn, mình không để lâu ha. Để lâu nhiều khi nó đi đâu hay là nó làm cái gì á thì mình lại mất thời gian nữa các bạn. Đây. Ok. Để mình biết cái chỗ này thôi các bạn ha. Mình biết cái chỗ này là cái hàng siêu nhân pháp thuật xanh lá nó ở đây thôi. Nhưng mà còn biết chính xác nó đang ở đâu á thì bây giờ mình phải đi tìm rồi. Quyến công trình bự vậy tìm tìm đâu đây các bạn? Ê, mình phải cố gắng mình đi tìm các bạn ha. Ê, mình thấy rồi các bạn ơi. Thấy rồi. Ồ, đây các bạn. What the hell? Đúng rồi. Đây chính là người anh em siêu nhân pháp thuật xanh lá cây của mình. Ê, xin lỗi. Trời,
Cái gì ghê vậy? Báo nguyên chiếc xe máy phát điện bự vậy mà đụng cái là hả? Văng luôn. Đó đúng là phép thuật các bạn. Pháp sư Trung Hoa hay là pháp sư Đông Lào đây các bạn. Ok, và mình đã thấy được cái thằng siêu nhân pháp thuật xanh lá đang nằm đây các bạn. Nó đang nằm ở sửa mấy cái máy phát điện này. À thì ra nó là cái công nhân sửa máy phát điện ở trong công trình này. Chắc đây là chiếc xe đồ nghề đó các bạn. Đúng rồi, y chang luôn đây là chiếc xe đồ nghề đó nè. Đó, có biển thùng đồ nghề luôn. Ê, xin chào anh em siêu nhân pháp thuật xanh lá nha. Nè nè, mình bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nha. Tao không có ý cái chuyện với mày đâu. Chỉ chẳng qua là tao muốn nói chuyện với mày thôi. Nè, siêu nhân pháp thuật xanh lá, cuối cùng thì mình cũng mới tìm được bạn rồi. Bạn là một người anh em siêu nhân pháp thuật đó. Mau, hãy đi cùng mình. Bạn nhớ mình không? Siêu nhân xanh lá, đừng nói là bạn đã quên rồi nha. Tụi mình là những người anh em siêu nhân với nhau, đã thất lạc nhau nhiều năm rồi đó. À, thì ra là siêu nhân pháp thuật đỏ hả? Trời, hồi nãy giờ tao tưởng đâu nào lại kiếm chuyện với tao chứ. May quá. Vậy là sau khoảng bao nhiêu thời gian vậy thì tao cũng đã gặp được mày rồi. Còn những anh em khác đâu? Những anh em khác bây giờ tao vẫn đang đi tìm nè. Mày hãy cùng đi với tao để tìm những người anh em siêu nhân còn lại. Nhanh lên. May quá, rốt cuộc thì mình cũng gặp được nó rồi các bạn. Thôi, mau lên xe thôi xanh lá. Ok, và như vậy là mình đã thu thập được một người anh em siêu nhân xanh lá các bạn ha. Và cái điểm tiếp theo của mình á là ở bên ngoài chiếc du thuyền rồi đó các bạn. Má không biết cái hàng siêu nhân này là cái hàng siêu nhân gì đây các bạn. Má mà ngồi hẳn ngoài chơi du thuyền luôn. Má chắc là nhà cũng khá giả lắm hay gì đây nè các bạn ha. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi thôi. Hình như là ở ngoài đó là siêu nhân hồng mới thì phải. Mình nghe người dân ta báo là như vậy, nhưng mà không biết là có phải như vậy không ha. Không biết là có phải như vậy không thì bây giờ mình phải đi ra đó thì mình mới có biết là có thể là như vậy đó. Ok các bạn, và bây giờ thì mong ước của cái hàng siêu nhân pháp thuật đỏ này chỉ là làm sao mà hả thu phục đủ mấy người anh em siêu nhân còn lại để tập hợp lại cái biệt đội huyền thoại ngày xưa, đủ là 5 anh em siêu nhân pháp thuật các bạn ha. Ok các bạn, và cái mục tiêu kế tiếp của mình là sẽ đi ra ngoài chiếc du thuyền nằm ở ngoài kia các bạn. Cái thằng này không biết là nó làm nhân viên ở ngoài hay là cái du thuyền đó là của nó, hay là nó ra ngoài nó ăn chơi như thế nào thì mình không biết các bạn ha. Tránh ra mọi người. Rồi, xuống thôi anh em. Đây, đây kia kia các bạn. Đó, nguyên chiếc du thuyền siêu bự luôn các bạn. Đang nằm ngoài kia. Rồi, đi xuống với tao nè. Rồi, leo lên. Siêu nhân pháp thuật xanh lá, leo lên để chở mày ra ngoài du thuyền quải. Coi thử là người anh em nào của chúng ta. Ok, đó các bạn, chạy một chút xíu rồi tới rồi các bạn ha. Đi xuống. Đây này các bạn, đây là chiếc du thuyền mà mình đã nhận được thông tin là có người anh em siêu nhân pháp thuật của tụi mình ở trên đây các bạn ha. Ê, như là đây là cái phòng máy móc động cơ mà chắc là nó không ở trong đây đó các bạn ha. Để mình lên phía trên du thuyền đó các bạn, hy vọng là sẽ có nó trên đó. Ok, đây các bạn, đây chính là cô nàng siêu nhân pháp thuật hồng của mình. Rồi, tâm hồn thì rất to và tròn các bạn ha, tướng ngồi thì không thể lẫn vào đâu được. Đây là siêu nhân pháp thuật hồng của tụi mình các bạn. Người chơi mang hệ con bướm các bạn ha. Mình là người chơi mang hệ con chim. Còn đây là người chơi mang hệ con trâu. Ok, nè cô em siêu nhân pháp thuật hồng, ngày hôm nay ngồi đây nghỉ ngơi sướng quá ta. Trên nguyên con du thuyền rồi luôn hả? Du thuyền này là của bạn hả? Siêu nhân pháp thuật không? Ừ, thì du thuyền là của tôi đó. Mà các anh là
Ôi, sao em quên nhanh vậy? Tụi anh là những người anh em siêu nhân pháp thuật nè. Em cũng là siêu nhân pháp thuật luôn đó. Bộ em quên rồi hả? Sau cái lần thiên thạch rơi ngày tận thế lúc trước, chúng ta đã bị thất lạc nhau. Bây giờ tôi đang có nhiệm vụ đi thu thập đủ tất cả 5 anh em siêu nhân pháp thuật còn lại nè. Thì ra em nhớ rồi. Cái lúc mà thiên thạch rơi ngày tận thế của trái đất, em đã bị chấn thương và tổn thương não, cho nên là em hơi không có một chút ký ức đối với các anh. Nhưng mà nhờ các anh nhắc lại thì em mới nhớ rồi. Rất là vui khi gặp lại các anh. Ừ, anh cũng rất là vui khi gặp lại mọi người. Nè, bây giờ em đi theo anh. Chúng ta còn hai người anh em siêu nhân phép thuật còn lại. Phải nhanh, gấp rút lên. Vì cái việc thu thập này càng nhanh càng tốt. Đi thôi, siêu nhân Hồng và Xanh Lá. Cái chiếc xuồng của mình đang nằm ngoài kia các bạn ha. Rồi, thật là vui khi mà gặp lại được hai người anh em siêu nhân phép thuật này của mình. Còn lại hai người nữa là xong. Ê ba, qua bên ghế lái ba. Rồi, lên thôi, những người anh em của chúng ta. Và cái người còn lại thì hiện bây giờ đang làm ở đây các bạn ha. Đây, nó đang làm bên cái cảng ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó trước. Đi cano thì cũng nhanh thôi các bạn, nhanh hơn nhiều đi xe máy ha. Tại đây là đường phi sam mà, chạy tự do các bạn, không có đâu chạy ở toàn bay không à. Do chiếc cano để quá nhanh. Các bạn đúng là những người anh em siêu nhân pháp thuật. Trời, nó bay kìa. Trời, cano bay các bạn ơi, ghê thiệt. Bay một cái là muốn lên trời luôn á các bạn. Đúng là những người anh em pháp sư đồng lào của chúng ta mà. Chỉ có pháp sư là mới có phép thuật thôi. Mình coi coi. Ôi chào, chút xíu là gần tới luôn các bạn thấy không. Bên đây thì hả, gọi là không có sóng, cho nên là chạy lẹ hơn. Để mình tranh thủ mình chạy khúc trong các bạn ha. Khúc trong là ít sóng hơn, ở đó bay hơn. Ok, mình tới đây rồi các bạn ha. Đây để mình chạy bên kia cho nó gần hơn. Đó, đụng đâu có bị gì đâu các bạn. Ok rồi. Bên này nó cũng có cầu thang lên nè. Ấy, mình vừa mới nhận thông tin là có một người anh em siêu nhân pháp thuật của chúng ta đang làm việc tại đây. Nè ông bạn, cho tôi hỏi, không biết là ở đây có người anh em siêu nhân pháp thuật nào mà mặc bộ đồ giống tụi tôi không? Nhưng mà hình như là người anh em siêu nhân pháp thuật màu vàng á. À, cái thằng mà lập dị mặc mấy bộ đồ đi đi khủng khủng như tụi bay á hả? Kìa, nó làm trên ngần cẩu như kia kìa. Vô đây làm mà giống như là vô đây làm nội người ta vậy á. Cái gì? Kia các bạn. Đúng rồi. Đấy chính là người anh em siêu nhân pháp thuật vàng của chúng ta. Lần này tụi mình đi thu phục gặp rất là nhiều thuận lợi các bạn. Đây, mình phải leo lên một cái vàng hả, cẩu cao như thế này. Cái nơi làm việc rất là nguy hiểm các bạn ha. Nhưng mà ấy chết mẹ, có người bị té rồi. Mấy anh em của mình leo lên bị té rồi. Ủa cao quá, giờ cao luôn các bạn. Mình leo mình còn sợ nữa mà. Còn mấy người anh em của mình á, siêu nhân gì kỳ vậy? Chắc là lâu quá lục nghề hay gì á. Lâu quá không làm siêu nhân lục nghề các bạn. Đây đây đây, bên kia. Đây. Ok, để mình đi qua bên kia các bạn ha. Quá đã các bạn. Ô, hai người anh em siêu nhân pháp thuật vàng, cuối cùng thì mình cũng đã gặp được bạn rồi. Trời ơi, người anh em siêu nhân pháp thuật vàng này của mình cũng chơi hệ con chim các bạn ha. Cũng mang cái mặt nạ con chim, cũng gần gần giống như mình á. Này,
Chào bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã gặp được bạn rồi. Ủa, siêu nhân pháp thuật đó, sao bạn tìm được mình ở đây vậy? Ê, mình rất là cực khổ khi mà thu thập đủ những người anh em siêu nhân của chúng ta. Mình tốn rất là nhiều thời gian, tới bây giờ mình có thể tìm được bạn đó. Mình đã thu thập được hai người anh em siêu nhân ở dưới kia rồi, bây giờ còn mình bạn với một em nữ là xong. Ủa vậy hả? Vậy hay quá. Ok, tôi theo anh liền. Tốt quá. Như vậy đi xuống thôi. Siêu nhân vàng. Lên xe thôi. Siêu nhân pháp thuật vàng. Và cái điểm tới cuối cùng đó chính là ở cái quán bar này các bạn. Chắc mình nghĩ nó làm vũ nữ hay là nhân viên dễ chỏng quá. Ghê thiệt. Siêu nhân pháp thuật bị vô làm quán bar làm luôn. Ok các bạn. Rồi thằng kia chạy xe bố láo vậy, là mình đụng chết người ta luôn. Rồi, ok. Vậy là mình đã tới được cái quán bar rồi các bạn. Đây, mau lên anh em, mau vô trong thử. Rồi, má môi trường gì đâu. À đây rồi các bạn ơi, đây chính là em siêu nhân pháp thuật sinh dương của mình. Ôi, má không làm siêu nhân pháp thuật nữa, vô đây má muốn cột nhìn dẻo vậy. Căng rồi nha, vụ này căng rồi nha. Để mình coi nó múa xíu rồi mình nói chuyện đó các bạn. Lâu lâu mới thấy được em siêu nhân pháp thuật sinh dương này múa cột mà. Ồ, ghê chưa, dữ thiệt. Ấy da, hơi nhạy cảm các bạn à. Em siêu nhân pháp thuật này là cái người chơi hệ con gì đây? Để mình coi thử coi. À, con nhỏ này cũng là người chơi hệ con dơi hả? Con dơi hay là cái con gì đó các bạn? Nhìn giống như là con chim đúng không? Ok, thôi được rồi. Này, siêu nhân pháp thuật xanh dương, mọi người ngồi đi. Tụi tôi đang đứng đây nè. Ủa, các anh là có phải các anh là những người đem siêu nhân pháp thuật không? Đúng rồi, chính là tụi anh đây. Vậy là tụi anh đã gặp được em là người cuối cùng trong cái biệt đội siêu nhân pháp thuật của tụi anh ngày hôm nay. Anh đã thu thập đủ 5 người của chúng ta rồi. May quá, may là gặp anh ở đây. Chứ nếu không, em không biết muốn cột ở đây mưu sinh tới chừng nào nữa. Ừ, anh thật là có lỗi khi mà thời gian qua anh đã rất cố gắng nhưng bị chậm trễ khi mà đi thu phục tất cả chúng ta. Thôi, được rồi, bây giờ chúng ta mau đi ra khỏi cái môi trường rồi thôi. Môi trường này không tốt lành cho em đâu. Ok các bạn. Và như vậy thì tụi mình đã tập hợp đủ 5 người anh em siêu nhân pháp thuật rồi các bạn ha. Bây giờ còn thiếu một anh chàng robot của tụi mình nữa là xong các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc điện thoại ra để kêu gọi con robot king của chúng ta xuất hiện ngay tại đây. Bùm. Ok các bạn. Đó. Và đây chính là cái thằng robot pháp thuật của tụi mình đó các bạn. Thấy độ cái nón của Harry Potter là biết robot pháp thuật của các bạn ha. Ok, tuy là hơi lùng nhưng mà mình như mình nói phụ tùng thì đầy đủ các bạn. Đây là một cái size rất là dễ thương, đáng yêu của những người anh em siêu nhân pháp thuật các bạn ha. Không phải là size bình thường. Ok, và như vậy thì mình đã thu phục đủ 5 người anh em siêu nhân pháp thuật rồi các bạn ha. Và video của mình tới đây cũng sẽ xin kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Và nếu thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay lý ý kiến thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới cái video này của mình. Ok. Và mình Stormy Gaming xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của mình.